Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm có cái quảng cáo, các em xem quảng cáo giúp Khải Liêm đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 36 nhân số có 3 chữ số, số có 1 chữ số nhé. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 1. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mình sẽ thực hiện phép tính nha. Giờ trước hết là 314 nhân cho 2. Giờ mình sẽ tính bình thường nha. Mình sẽ lấy số 2 nhân hệ đơn vị, 2 nhân 4 là 8, viết số 8. Tiếp theo là 2 nhân 1 là 2, viết số 2. Tiếp theo là 2 nhân 3 là 6, viết số 6, kết quả là 628. Giờ tiếp theo là 150 nhân cho 5. Giờ chứ mình sẽ lấy số 5 nhân cho hệ đơn vị, 5 nhân 0 là 0, viết số 0. 5 nhân 5 là 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 1 là 5, thêm 2 nhớ là 7, viết số 7, kết quả là 750. Tiếp theo là 251 nhân cho 3. Giờ chứ mình sẽ lấy số 3 nhân hệ đơn vị, 3 nhân 1 là 3, viết số 3. 3 x 5 là 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 2 là 6, khi 1 nhớ là 7, viết số 7. Kết quả là 753. Tiếp theo là 224, mình sẽ nhân cho 4. Trước hết mình sẽ lấy 4 nhân cho hàng đơn vị, 4 x 4 là 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 2 là 8, khi 1 nhớ là 9, viết số 9. 4 x 2 là 8, viết số 8, kết quả là 896. Như vậy mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình đặt tính giờ tính. Trước hết là 230 nhân cho 3. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính bình thường thôi, giống như câu số 1 thôi. 230 mình sẽ nhân cho 3. Giờ trước hết mình sẽ lấy số 3 nhân cho hàng đơn vị, 3 nhân 0 là 0, viết số 0. Giờ 3 nhân 3 là 9, viết số 9. 3 nhân 2 là 6, viết số 6, kết quả là 690. Giờ tiếp theo là 123 nhân 2, giờ mình cũng đặt tính giờ tính thôi. 123 nhân cho 2. Giờ trước hết mình sẽ lấy số 2 nhân cho hàng đơn vị, 2 nhân 3 là 6, viết số 6. Giờ 2 nhân 2 là 4, viết số 4. Cuối cùng là 2 nhân 1 là 2, viết số 2. Kết quả là 246. Tiếp theo là 237 nhân cho 2, mình cũng đặt tính giờ tính nha. 237 mình sẽ nhân cho 2. Hai trăm ba mươi bảy nhân hai, trước hết mình sẽ lấy 2 x 7. 2 x 7 là 14, 4 nhân 1. 2 x 3 là 6, khi 1 nhớ là 7, viết số 7. 2 x 2 là 4, viết số 4, kết quả là 474. Giờ tiếp theo là 205 nhân cho 4. Nhân cho 4, trước hết mình sẽ lấy số 4 nhân cho hàng đơn vị. 4 x 5 là 20, viết 0 nhớ 2.
Giờ 4 nhân 0 là 0, khi 2 nhớ là 2, viết số 2. 4 nhân 2 là 8, viết số 8, kết quả là 820. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Mai vừa hoàn thành quãng đường chạy dài 250 m. Cùng thời gian đó thì Việt chạy quãng đường dài gấp 3 lần quãng đường chạy của Mai. Hỏi Việt chạy được bao quãng đường bao dài bao nhiêu mét? Như vậy câu số 3 này người ta nói là Mai vừa hoàn thành quãng đường dài là 250 m. Cùng thời gian đó thì Việt chạy quãng đường dài gấp 3 lần. Dài gấp 3 lần thì mình sẽ lấy số này nhân 3 là được, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đặt lời giải nhé. Người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là Việt chạy được quãng đường dài bao nhiêu mét thì mình sẽ bỏ chữ hỏi đi. Mình thay chữ bao nhiêu thành chữ số, mình trả lời là Việt chạy được quãng đường dài số mét là đúng này. Như mình trả lời là Việt chạy được quãng đường dài số mét là mình sẽ lấy 250 nhân cho 3. Giờ 250 nhân cho 3 bằng bao nhiêu thầy sẽ hướng dẫn các em tính nhẩm luôn nha. Chứ mình sẽ lấy số 3 nhân cho hàng đơn vị. 3 nhân 0 là 0, viết số 0. Giờ số 3 nhân hàng chục, 3 nhân 5 là 15, viết 5 nhớ 1. Giờ 3 nhân 2, 3 nhân 2 là 6, khi 1 nhớ là 7, viết số 7. Kết quả là 750 mét. Như đáp số là 750 mét nhé. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Robot đã viết 4 trong năm số 2, 3, 5, 100 và 200 vào các ô trống ở hình bên để được so sánh đúng. Hỏi robot không viết số nào? Như vậy câu số 4 này người ta nói là robot đã viết 4 số 4 trong năm số 2, 3, 5, 100 và 250 vào các ô trống ở hình bên để được so sánh đúng. Như vậy mình sẽ lấy 4 số trong 5 số này mình sẽ bỏ vào đây để được phép tính đúng. Mình sẽ làm thử nha. Như vậy mình sẽ có một số nhân một số sẽ bằng một số nhân một số. Như mình sẽ chọn 4 trong 5 số này mình bỏ qua. Đúng rồi. Mình thấy là 2, ở đây là số 2. Thường mình sẽ lấy số nhỏ nhất nhân với số lớn nhất. Đúng rồi. Thì mình sẽ lấy số nhất là 2 nè, nhân cho số lớn nhất là 250. Đúng rồi. Giờ như là 2 nhân cho 250 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ tính thử nha. 2 nhân cho 250 thì mình sẽ lấy số 2 nhân 0. 2 nhân 0 là 0, viết số 0.
Giờ 2 nhân 5 là 10 với 0 với 1. 2 nhân 2 là 4 với 1 là 5. Như kết quả là 500. Đúng rồi. Như vậy tích bên đây sẽ là 500. Giờ bây giờ mình còn lại là ba số, là số 3, số 5 và số 100. Hai số nào nhân nhau sẽ bằng 500? Số 3, số 5 và 100 thì mình thấy là hai số nào nhân với nhau sẽ bằng 500. Chắc chắn là số 5 nhân cho 100 sẽ bằng 500. Như ở đây mình sẽ điền ở đây là 5 và số 100. Được không? Vì 5 nhân 100 bằng 500. 500 mới bằng 500 được, hai bên sẽ bằng nhau. Như vậy mình sẽ lấy được bốn số, còn số không lấy chính là số số 3. Như vậy mình trả lời là robot không quý số nào chính là không quý số 3. Như vậy câu số 4 này mình phân chọn đáp án B chính là số 3. Được không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 cái thì bài kênh sẽ bấm quit video, thầy biết kèm thì bài. Giờ phần tính nháp thì thầy sẽ so đi nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.